Ok, xin chào tất cả anh em, lại là mình, Dân Trại TV đây. Và hôm nay mình có một câu chuyện để dành cho các bạn. Thì khi trước khi anh em mình chỉ anh em cách support á, thì thứ nhất anh em phải nhớ ba yếu tố này như sau. Là ba cái điều này á, là một các bạn sẽ gặp ba trường hợp về AD này. Thứ nhất là AD pro, thứ hai là AD kém, thứ ba là AD cọc cằn. Đấy, đừng phải vậy thôi. Và mình sẽ giải đáp. Ê, mình nhắc thế nhớ, vậy mình nhớ một câu chuyện ha anh em. Ok, mình sẽ kể trên một câu chuyện cực kỳ ly kỳ ha. Và câu chuyện có tên là sau đây: chú AD bé nhỏ. Ok, câu chuyện là như thế này anh em. Ngày xưa ơi là xưa luôn, có một con chuột hamster. Nó cũng gọi là vừa anh em, nó gọi có con nhất đi ha. Đấy, nó rất là bé nhỏ trong một cái tiệm nhát gọi là đông người anh em, chật cứng cái người hồi xưa ấy, các bạn biết rồi đúng không? Tiệm nhát làm gì có máy lạnh. Đấy, nó cứ vô nó ngồi, nó chửi rủa mình đó. Và đột nhiên có một vị sư chị từ trên núi cao chạy xuống đó, mà ai ngờ chạy xuống bị dần sụp bọt anh em, mới từ trên núi xuống luôn đấy. Sau đó thì vị sư nó trao dồi hết kiến thức cho nó, nào là cách đi farm, cách đi tùm lum hết anh em đó, và đã chính thức là thành AD giỏi nhất trong cái tiệm net đó luôn đó. Và một huyền thoại AD bắt đầu, đó chính là không biết mình giấu tên nha. Đấy, một huyền thoại AD bắt đầu đấy. Và sau một hồi khoảng 1 năm, 2 năm á, thì chơi AD quá giỏi rồi. Và đột nhiên cái tính chỉ trâu lại bắt đầu. Là tính dậy thì á anh em, đấy. Từ tính dậy thì xong tự nhiên cái bắt đầu chơi Yasuo, bắt đầu dở lại anh em. Tính ra là người ta định mở giải mà dở lại. Thì bây giờ ông sư phụ đó nói với Dân Trại TV rằng bây giờ hãy làm clip chỉ cách support để cho những người đó không chơi Yasuo ở đây nữa. Đấy là cách triệt để của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ xem Dân Trại TV làm thế nào nhé. Ok, let's go. Ok, anh em thấy có gọi là cái thú vị cái câu chuyện này không? Thì hôm nay và mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện. Ơi nhầm, mình sẽ chơi dự án là Soraka nha anh em. Và cái giáo án này là cực kỳ đơn giản nha. Anh em sẽ lên vừa đam vừa tăng vừa phép thì support nói chung dịch lâm hết nha anh em. Ok, và mình sẽ chỉ anh em lên đồ nha. Các anh em nhìn cái bảng này nha. Đấy, và mình sẽ lên đồ như này và lên như này đó, anh em thấy không? Đó, hợp lý không? Các bạn mình sẽ lên này như này nhá. Ok, và mình sẽ bắt đầu việc game nào, let's go. Ok, trước khi mình vô á, anh em mình cần tĩnh tâm. Khi anh em gặp cái trên Yasuo mà không 10 bích đầu tiên á, anh em cần phải tĩnh tâm lại, mất công khi anh em nói nó sẽ nói như vậy nè. Alo, bạn nói gì á? Bạn có hơn tôi không? Bạn nói hả? Hả? Bạn không? Bạn gắn tem đi. Gắn tem đi. Đấy, nhiều mấy lấy tôi áo ca. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh con Soraka theo hồi nãy mình nói nha. Thì trận này mình gặp bạn gì đó đi, mình không muốn nói, mà còn mình vả vào mồm đây các bạn ạ. Thì mình sẽ đảm nhiệm vị trí mình đi support cho thằng AD gọi là Miss Photon nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là cứ như bình thường thôi, mình đợi rip lên và mình sẽ farm câu rỉa đó. Ok ha. Rồi thì team mình chết hai mà không biết chết ai, thì cứ từ từ để cuối trận đi. Mình thấy Yasuo là hơi mệt á, nó kiểu cứ vô là phía chẹt riêu anh em. Mình thấy đến giờ chết hai miệng chẹt riêu rồi đấy. Bây giờ cứ tập trung mình gọi là cấu rỉa cho AD và mình sẽ hồi máu cho AD một ít ha. Nói chung anh em chơi Soraka này anh em sẽ cấu rỉa AD nha, luôn luôn như vậy nha, chứ không cần phải cấu rỉa ai khác ha. Đó bắt đầu anh thể hiện trình Yasuo này. Rồi AD cũng thể hiện trình đi răng luôn, rồi luôn hồi máu nè. Đấy, rồi luôn. Ôi anh ơi, em còn vỡ con nha anh ơi. Mày chơi mày luôn, cho mày cấu rượu phá phòng mờ mày vài cái này. Ôi rồi hồi máu thôi đó, bình thường game dễ mà, trời mình nhóc này bùm. Ôi giời ơi hết rượu 3-0 à. Ôi giời ơi, nói chưa anh em ơi, chúng ta cùng chuyển qua game Roblox chơi hơn nào anh em. Thì mình có một tựa game khá là mới cho anh em luôn ha. Thì tựa game nó cũng giống như là mọi bao tựa game khác thôi, cũng là Roblox thôi anh em. Ok, let's go thôi nào, chuyển chủ đề đi. Ok, anh em biết game này game gì không? Chính xác đó chính là game Bedworld anh em. Đây là tựa game kết hợp giữa Bedworld của Minecraft với Roblox anh em ạ. Nhưng mà tựa game này không phải 4v4
không phải 8v8, chính là V6v16 anh em. Anh em nhìn kìa. Mới. Ôi dồi ôi, đông quá đông anh em à. Đấy, bây giờ mình sẽ qua đập giường đem bạn nha. Thế cách chơi của mình đó là ninja anh em, cứ đi bình thường qua nó thôi, đừng có kiếm chuyện là anh em sẽ được bị lãng quên á, kiểu bị lãng quên á. Và thằng chú ý anh em thì chạy. Shit. Ok, thì nói chung thì anh em tạm biệt anh em đây nhá. Thì mình chỉ giới thiệu tới đó thôi. Nếu anh em thích thì like, share, subscribe nhá. Thì đây là một lần đầu mình edit kiểu này và mình thấy Liên Minh mình không nên review anh em ạ. Tại vì mình cảm thấy mình quay câu lóc quen rồi á, nếu mình qua Liên Minh á sẽ gọi là ít cái người xem đón nhận hơn anh em. Nếu mà anh em video nhiều like, share thì mình sẽ làm những game khác ha, ok. Mà trong câu lóc anh em ạ. Ok, bye bye nhá. This is my time.